Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn ha. Thì hiện tại Ngũ Hoàng đang có mặt tại ngay chỗ cái cây xăng Hiệp Quế nè cô chú anh chị, ngay chỗ góc ngã tư giữa đường Bình Long và đường Văn Cao nè cô chú anh chị ha. Ở đây là góc ngã ba ha, góc mũi tàu nha cô chú anh chị. Ở đây là giữa đường Bình Long và đường Văn Cao. Hướng này á, là cô chú anh chị mình sẽ đi về bên cái chợ Tân Hương ha, hướng ra bên đường Tân Hương, ra vườn Lài, ra đường Tân Hương rồi ra chợ Tân Hương luôn nha cô chú anh chị. Còn cái hướng Bình Long bên kia á, là mình sẽ đi ra bên Eon Mall quận Tân Phú ha. Hoặc mình đi đường Tân Hương này mình cũng ra Eon Mall quận Tân Phú cũng được luôn. Nói chung là ở đây thì nó đi thông tứ tung hết cô chú anh chị. Và khu quận Tân Phú này á, là hiện tại là đã được quy hoạch, nói chung là đường xá mở rộng là ổn định hết rồi nha cô chú anh chị. Đường nào cũng đẹp hết cô chú anh chị ha. Còn cái hướng này á, là mình sẽ đi về góc ngã tư bốn xã ha, hướng về bên ngã tư bốn xã nè, hướng ra bên Lê Văn Quế, rồi đường Phan Anh, rồi đường Hòa Bình để mình hướng ra quận 11 cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại đây để review cho chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà. Mức giá mà chủ đang gửi cho bên Ngũ Hoàng là 1 tỷ 750 triệu ha. Giá này thì chủ chỉ có bớt lọc cho cô chú anh chị mình thôi. Nói chung là vẫn còn bớt á. Thì cô chú anh chị nào mình thiện chí thì mình qua mình gặp trực tiếp chủ, mình thương lượng về cái giá cả ha. Thì mình cứ xem nhà rồi mình gặp trực tiếp chủ nha cô chú anh chị. Ở thì cô chú anh chị nào quan tâm thì liên hệ Ngũ Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu cô chú anh chị nào muốn xem nhà thì có thể liên hệ Ngũ Hoàng ha, để mình Ngũ Hoàng sẽ qua mở cửa cho cô chú anh chị mình xem ở bên trong, và sau đó nếu mình đồng ý thì mình qua trực tiếp nhà của chủ để mình thương lượng về cái giá cả nha. Và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất nha cô chú anh chị. Nhà mình hiện tại đang thuộc đường Đỗ Bí, thuộc phường Phú Thạnh, quận Tân Phú cô chú anh chị ha. Ở đây là hiện tại đang thuộc phường Phú Thạnh nha. Ở đối diện cô chú anh chị mình là cái tiệm mắt kính nè, ở Khang Phát nè cô chú anh chị, tiệm mắt kính Khang Phát nè, đầu đường của đường Đỗ Bí nè. Nhà mình thì gần ngay chỗ góc này luôn, góc ngã ba giữa đường Văn Cao giao với lại cái đường Đỗ Bí ha. Cái hướng đường số 1 đó, đối diện đó là nó có một cái đường số 1, đó là cô chú anh chị mình sẽ đi vô chợ nha, chợ ngay chỗ chợ đường số 1 nè. Còn hướng lên bên trên đó là nó có một cái ngôi chợ nữa, đó là chợ Bình Long ha, chợ Bình Long ở đường số 3 nha cô chú anh chị. Thì vị trí mặt tiền đường của đường Đỗ Bí đây, thì ở đây thì nói chung là kinh doanh buôn bán cũng được nha cô chú anh chị. Thì nhà mình hiện tại đang thuộc một sẹt của đường Đỗ Bí ha, thuộc phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Thì bây giờ ông Hoàng sẽ đi tới cái vị trí ngôi nhà để cho chú anh chị mình xem ở bên trong. Nếu mà ưng ý thì cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo nha, để mình xem được nhiều video sớm nhất nha. Và nhớ gọi cho Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha cô chú anh chị. Ở cái hướng này là mình đi thẳng lên là mình sẽ gặp những cái con đường mà cắt ngang với lại cái đường Đỗ Bí này nè cô chú anh chị. Đường Đỗ Bí này thì nó trải dài ra tới cái đường Đỗ Đức Dục luôn cô chú anh chị ha, ngay chỗ góc đường Thọ Hầu giao với lại Thạch Lam đó cô chú anh chị. Đó, hướng này là mình đi lên ha. Thì cái vị trí ngôi nhà của mình là nó nằm trong con hẻm này, mình đi vô nè, thì cách chỉ còn hai căn nhà thôi, một căn ở đây và một căn kế, với lại căn của mình là căn góc ở bên trong nha. Mình đi vô cuối đường là tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Thì hẻm này nó có cái độ rộng là khoảng cỡ chừng là 2,5 m ha. Hẻm này thì xe ba gác vào được nha cô chú anh chị. Ở thì nói chung là mình sẽ sâu lên cái căn mặt tiền này nè, rồi mình cách một căn nữa là mình sẽ tới cái căn nhà của mình. Nhà mình kết cấu một trệt một lầu, hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng đông nha. Thuộc hướng đông nha cô chú anh chị. Ở thuộc hướng đông. Thì nếu cô chú anh chị nào quan tâm cái ngôi nhà này, nhớ liên hệ Ngũ Hoàng nha. Ở và đây là mặt tiền đường nè. Từ vị trí nhà mình mà ra tới vị trí mặt tiền đường này á, thì cách khoảng cỡ chừng là 30 đến 40 m thôi ha. Đó, ở đây thì ngay chỗ góc ngã ba giữa đường Đỗ Bí giao với lại cái đường Văn Cao ha. Còn cái hướng này á, là mình sẽ đi về bên những cái đường song song với lại cái đường Đỗ Bí này nè, và cắt ngang với lại đường Đỗ Bí nha cô chú anh chị. Thì ở quận Tân Phú này thì nói chung là cắt ngang với nhau là rất là nhiều, là đã quy hoạch đồ đầy đủ hết rồi cô chú anh chị ha. Thì cái hẻm của bên trong nhà của mình đây. Ở mình đi vô bên trong mình nè, mình vô bên trong căn cuối nha. Kế căn cuối là tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Đó, thì cái căn nhà của mình là cái căn này ha. Rồi bên trong này nó còn được 1, 2, 3, 4 căn nữa nha cô chú anh chị. 4 căn nữa ha. Ở bên trong này còn 4 căn nữa. Thì căn mình là căn gốc, căn mình là căn nằm ở đây nè. Căn này căn gốc nha cô chú anh chị. Vô bên trong này thì còn 4 căn nữa. Đó, thì nhà mình chỉ cách một căn này thôi là mình ra tới cái vị trí một căn này với căn mặt tiền là ra tới cái vị trí mặt tiền ha. Thì hẻm này nó có độ rộng là 2,5 m nha. Hẻm này rộng 2,5 m. Nhà mình kết cấu một trệt một lầu ở bên trên nè.
này tầng trệt của nhà mình, lầu 1 của bên trên ha. Khu vực này là khu vực ban công, bên này có ô cửa sổ và dưới đây cũng có ô cửa sổ luôn. Và bên trên thì sẽ có một phòng ngủ kính nha cô chú anh chị, một phòng ngủ kính ở bên trên nha. Bên trên thì không có toilet nha, nhà mình chỉ có một phòng ngủ và một toilet thôi. Cái này phù hợp cho gia đình từ 2 đến 3 người ha, một cặp vợ chồng và một người con là ở được nha cô chú anh chị. Ở đây thì nói chung là trước nhà của mình nè, vị trí trước nhà của mình thì nó rộng khoảng có chừng là hơn 2,5 m luôn á, tầm khoảng có chừng 2,6 m đến 2,7 m nha cô chú anh chị. Tầm khoảng 2,6 m đến 2,7 m nè. Nhà đang có hướng chánh là thuộc hướng đông nha cô chú anh chị ha. Ông Hoàng xin lỗi cô chú anh chị, hiện tại ngôi nhà này đang thuộc hướng tây nha. Hướng tây nha cô chú anh chị. Nãy giờ ông Hoàng kêu hướng đông là không đúng nha. Ngôi nhà này hiện tại đang thuộc hướng tây ha. Lên bên trên nè, lầu 1 có khoảng không gian ban công nè ha. Nhà thì hiện tại là chủ chỉ có làm một cái lớp cửa thôi. Đó là lớp cửa sắt kéo lùa nha cô chú anh chị. Lớp này là lớp cửa sắt kéo lùa ha. Thì nhà mình đang có cái địa chỉ là 189 của đường Đỗ Bí thuộc phường Phú Thạnh, quận Tân Phú nha. Và đây là khoảng không gian khu vực bên trong của ngôi nhà mình. Ngang là 3,6 m và chiều dài vô trong là 4 m nha cô chú anh chị. Khu vực bên này sẽ là cái cầu thang để mình di chuyển lên bên trên. Phía bên đó sẽ là cái khu vực để máy giặt, đường ống cấp, đường ống xả để cô chú anh chị mình để máy giặt ở ngay chỗ đó nha. Nói chung là nhà thì nói chung là còn mới nha cô chú anh chị. Nhà này mới hoàn toàn luôn rồi. Nói chung là cô chú anh chị mình sẽ thấy cái nền gạch nè, mình đã gạch mới luôn nè. Đó, cửa sổ đồ này cũng được sơn phết lại mới nè. Chỉ có cái cửa này là hơi cũ một tí thôi. Đó, ổ điện nè, đồng hồ nước, đồng hồ điện đầy đủ hết nha. Cái đồng hồ điện của mình thì nằm bên này, còn đồng hồ nước của mình thì sẽ nằm ở bên này nha cô chú anh chị. Ở khu vực này đồng hồ nước của mình. Thì cầu thang mà để mình di chuyển lên bên trên nè, đó là di chuyển lên bên trên lầu 1 nha. Lên bên trên đó thì sẽ có một phòng ngủ ở bên trên. Phòng ngủ khá là rộng nha cô chú anh chị. Còn khu vực này là khu vực khoảng không gian phòng khách của ngôi nhà mình đây. Ở bên này thì có bàn, có cái khoảng không gian bếp nè cô chú anh chị. Này là gian bếp của ngôi nhà mình. Thì hiện tại thì bếp này thì cũng bề mặt bằng đá hoa cương nè, bồn rửa chén nè, rồi cái kia thì lavabo ha. Ở khu vực này mình để bếp ga ở đây, rất là tiện, có ổ điện sẵn luôn cho cô chú anh chị mình nè. Và khu vực xung quanh này thì cũng có ốp gạch đồ đầy đủ hết. Cái này thì cô chú anh chị mình về mình làm thêm cái hầm tủ nữa, rồi bên trên thì mình làm thêm cái kệ tủ trên nữa là đủ được rồi cô chú anh chị. Ở khu vực bên này thì có lavabo nè. Nhà mình có một cái khoảng không gian toilet ở dưới tầng trệt này. Nhà có sổ hồng riêng nha cô chú anh chị, pháp lý rõ ràng ha. Mua bán thì chỉ công chứng sang tên nha. Có sổ hồng riêng của chú anh chị nha. Ở gạch ốp cao ráo nè, ốp cao ráo đụng trần luôn ở bên trên nè cô chú anh chị theo. Bên này cũng vậy luôn, ốp cao ráo đụng lên tới bên trên luôn. Có cái đường ống dây điện nè, để cô chú anh chị mình có thể mình gắn cái máy nước nóng ở ngay chỗ này luôn, rất là tiện nha. Đường ống đã có sẵn hết rồi. Còn nếu mình không xài thì mình xài mà vòi sen tắm nè, vòi sen của nước lạnh nha. Ở này thì có thể để được 2 đến 3 chiếc xe ở đây thoải mái nha cô chú anh chị. Nói chung là khu này thì yên tĩnh ha, bên trong này chỉ còn có 4 căn nhà thôi. Với một căn của mình với căn cái bên này, nói chung là trong cái con hẻm này chỉ có 6 căn nhà thôi cô chú anh chị. Chỉ có 6 căn nhà thôi ha, nên rất là yên tĩnh nha. Thì nếu cô chú anh chị nào quan tâm, nhớ liên hệ ông Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha, để ông Hoàng sẽ qua mở cửa cho cô chú anh chị mình xem ở bên trong. Và ưng ý thì cô chú anh chị mình gặp trực tiếp chính chủ để mình trao đổi về cái giá cả nha. Và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo nha cô chú anh chị. Nhà mình thì gần ngay chỗ góc ngã ba giữa đường Văn Cao và đường Bình Long nha. Ngay chỗ mũi tàu á, ngay chỗ cái cây xăng Hiệp Quế của chú anh chị ha. Ngay cây xăng Hiệp Quế luôn. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm thì nhớ liên hệ ông Hoàng ngay nha, để mình qua mình xem nha cô chú anh chị. Khoảng không gian đây, khu vực này là một phòng nè. Bên này có cái đường cửa để mình ra vào nè. Ở bên trên hệ thống đèn này của chú chị, hệ thống đèn LED âm ở bên trên nè ha. Bên này là ô cửa sổ nha, phía trước thì có ô cửa chính, rồi có khu vực ban công ở phía trước nha của chú chị. Ở khu vực này là khu vực ban công của ngôi nhà mình đây. Ở có lan can rồi đủ hết nè, lan can thì lan can bằng sắt nè. Ở bên này thì có vòi nước nè, mình có thể mình thiết kế mình để máy giặt ngoài đây cũng được nè. Ở đường ống cấp, đường ống xả đã có sẵn rồi, mình thiết kế mình để máy giặt ngoài đây cũng được ha.
Đó, thì đường trước nhà của mình đường rộng 3,5 m nha. Thì nhà mình hiện tại đang thuộc một sẹt của đường Đỗ Bí nha, của chú chị, thuộc phường Phú Thạnh, quận Tân Phú ha. Đó, thì nếu của chú chị nào quan tâm cái ngôi nhà này liên hệ với Hoàng ngay nha. Ngang là 3,5 m và chiều dài là 4 m ha, kết cấu một trệt một lầu. Hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng Tây nha của chú chị. Nhà có số phòng riêng ha, pháp lý rõ ràng. Nhà thì có công năng sử dụng là một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đó, thì cô chú anh chị nào quan tâm cứ liên hệ với Hoàng để mình qua mình xem. Ở nghỉ mình gặp trực tiếp chính chủ nha. Mức giá mà chủ đang gửi là 1 tỷ 750 triệu nha. 1 tỷ 750 triệu giá này thì vẫn còn bớt nữa cô chú anh chị nha. Và bây giờ thì Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo.